Xin chào các bạn và các em. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu bài 42 biến dạng của lò xo, tiết thứ 2 trang 153 thuộc chương 8 sách khoa học tự nhiên 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi vào bài giảng ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với các bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm trên trang YouTube. Sau đó nhấn nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn khoa học cơ bản để chúng ta tham khảo. Ở tiết thứ nhất, chúng ta đã học xong các cái nội dung chính của bài 42 biến dạng của lò xo. Đó là đặc điểm của biến dạng lò xo. Ở trong tiết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung phần kết luận em đã học. Khi có lực tác dụng lên lò xo thì lò xo biến dạng. Khi lực thôi tác dụng thì lò xo trở về hình dạng ban đầu. Đó là biến dạng lò xo. Đặc điểm của biến dạng lò xo đó là độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với khối lượng của vật treo. Đây cũng là một đặc điểm rất là quan trọng và có nhiều ứng dụng để trong chế tạo cân, lực kế vân vân. Em có thể một làm việc nhóm để tự thiết kế và chế tạo một cái cân dùng để cân những vật có khối lượng nhỏ bằng các cái dụng cụ dễ kiếm như dây cao su, lò xo, gỗ dán, kẹp giấy, giấy thép vân vân và các quả cân có thể mượn ở phòng thí nghiệm nhà trường. Thế thì để chế tạo cân thì chúng ta dựa trên cái đặc điểm của biến dạng lò xo, đó là khối lượng của vật treo vào lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với độ giãn của lò xo. Nên là chúng ta phải chuẩn bị một số dụng cụ như là ống trúc dài khoảng 20 cm. Như vậy đặc điểm cân chúng ta giống như cái lực kế treo. Một chiếc lò xo, một cái nút nhựa, một thanh tre đã được khoan hai đầu, hai cuộn băng keo màu trắng màu đỏ, một mảnh giấy trắng, các quả cân, cách tiến hành. Đo khoảng cách hai đầu ống trúc khoảng 3 cm rồi đánh dấu. Rồi dùng cưa và cưa nhẹ ở hai điểm đánh dấu, sau đó dùng dao để quét phần thân ở giữa hai điểm đánh dấu. Bước 2, dùng băng keo màu xanh quấn quanh thanh tre, rồi quấn vạch chỉ thị màu vàng ở một đầu của thanh tre, cách khoảng 1 cm. Bước 3, móc lò xo và nút nhựa, rồi móc đầu thanh tre có vạch chỉ thị vào đầu còn lại của lò xo. Sau đó móc dây chì vào đầu còn lại của thanh tre để móc vật. Bước 4, đưa toàn bộ lò xo, thanh tre vào trong ống trúc, rồi cố định nút nhựa vào một đầu của ống trúc. Bước 5, dán mảnh giấy đã được cắt vào ống trúc, sau đó sao cho nó không che khuất kim chỉ thị. Bước 6, dùng các quả cân có khối lượng 100g, 200g, 300g lần lượt móc vào cân. Rồi dùng viết vạch lên giấy theo 3 vạch kim chỉ thị, đồng thời cũng vạch các dấu ngang với 100g, 200g, 300g trên cân. Khi không có vật nặng thì kim chỉ thị chỉ mốc số 0. Như vậy để chế tạo cái cân dùng lò xo này thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều các cái bước và các em phải phối hợp nhóm với nhau. Em có thể hai làm cách nào để dùng cái cân này làm lực kế. Thế để chuyển đổi cân này làm lực kế thì cũng rất là đơn giản. Cái cân của chúng ta thì có các cái đầu dấu vạch ngang là 100g, 200g, 300g. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi nó thành 1 newton, 2 newton, 3 newton. Như vậy cái cân của chúng ta nó sẽ trở thành một cái lực kế để đo lực. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Nội dung luyện tập chúng ta sẽ thảo luận các cái bài tập trang 69 sách bài tập khoa học tự nhiên 6 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi 42.1, biến dạng nào của vật dưới đây không phải là biến dạng đàn hồi? A. Lò xo trong chiếc bút bi bị nén lại. B. Dây cao su được kéo căng ra. C. Que nhôm bị uốn cong. Và D. Là quả bóng cao su đập vào tường. Thầy nhắc lại cái biến dạng lò xo, tức là biến dạng mà khi chúng ta tác dụng lực thì lò xo bị biến dạng, và khi ngừng tác dụng lực thì lò xo sẽ trở về cái trạng thái ban đầu. Thế như vậy thì chúng ta sẽ thấy là câu
A, B và D đều là biến dạng lò xo. Câu C không phải là biến dạng đàn hồi, cũng phải là biến dạng lò xo. Bởi vì que nhôm nó có độ đàn hồi rất là kém. Khi ngừng tác dụng thì que nhôm nó cũng không thể trở về cái trạng thái ban đầu. Đáp án C là đáp án đúng. Câu hỏi 42.2. Một quả cân 100g móc vào lực kế thì kim lực kế chỉ vạch thứ hai. Câu A, nếu thêm quả cân 50g thì kim lực kế sẽ chỉ vạch bao nhiêu? Và khi kim lực kế chỉ nạt vạch thứ năm thì tổng khối lượng của quả cân móc vào là bao nhiêu? Trả lời như sau. Theo đề bài, quả cân 100g thì kim lực kế chỉ số vạch số 2, như vậy thì một vạch của kim lực kế sẽ ứng với 50g. Ý A, nếu treo thêm quả cân 50g, như vậy tổng khối lượng quả cân là 150g. Do đó là kim lực kế sẽ chỉ vạch số 3, bởi vì là mỗi vạch là ứng với 50g. 150g tức là gấp 3, như vậy kim lực kế sẽ chỉ số 3. Khi kim lực kế chỉ vạch thứ 5 thì tổng khối lượng của quả cân treo vào đó là 5 nhân với lại 50 bằng 250g. 250g là đáp án của câu B. Câu 42.3, có một lò xo được treo trên giá và một hộp các cái quả nặng khối lượng 50g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm. Câu A, để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo bao nhiêu quả nặng? Câu B, khi treo 4 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó là 12 cm, tính chiều dài tự nhiên của lò xo. Trả lời theo đề bài, chúng ta có treo một quả nặng vào đầu dưới lò xo thì lò xo dài 0,5 cm. Thì để lò xo dài thêm 1,5 cm, tức là dài gấp 3, độ giãn gấp 3 lần, thì chúng ta phải thêm số quả nặng gấp 3, tức là 3 quả. Đó là đáp án của câu A. Câu B, khi treo 4 quả nặng thì lò xo sẽ dài thêm là, như vậy là gấp 4, như vậy lò xo sẽ giãn thêm là 2 cm, 4 x 0,5. Giãn thêm 2 cm, như vậy là độ dài của lò xo ban đầu sẽ là 10 cm. Bởi vì người ta cho được là khi đo chiều dài lò xo lúc này là 12 cm, giãn thêm 2, như vậy độ dài ban đầu là 10 cm. 10 là đáp án của câu B. Câu hỏi 42.4, em hãy kể tên các dụng cụ có lò xo trong gia đình, so sánh tác dụng lực vào các dụng cụ đó để chúng hoạt động. Ở đây chúng ta có thể kể ra các dụng cụ như là lò xo bút bi, lò xo cân đồng hồ loại 5 kg, lò xo yên xe đạp. Về so sánh lực tác dụng thì lò xo bút bi sẽ có lực tác dụng, chúng ta sử dụng lực tác dụng là nhỏ hơn so với lò xo cân đồng hồ loại 5 kg và nhỏ hơn lò xo của yên xe đạp. Cái yên xe đạp thì thường phải chịu trọng tải lên đến hàng chục kg, thậm chí còn hơn, cho nên là nó sẽ có lực tác dụng lớn hơn lò xo của cân đồng hồ loại 5 kg. Câu 42.5, treo thẳng đứng một lò xo đầu dưới treo quả nặng 100g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu thay quả nặng trên bằng một quả nặng khác thì độ biến dạng của nó là 1,5 cm. Hãy xác định khối lượng của quả nặng treo vào lò xo trong trường hợp này. Hãy thiết kế phương án dùng một lò xo hoặc là dây cao su để chế tạo một cái cân nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ trả lời câu A rất là đơn giản. Khi mà treo quả nặng
100g thì độ biến dạng là 0,5 cm. Mình muốn độ biến dạng là 1,5 cm, tức là gấp 3, thì khối lượng quả nặng cũng phải treo vào gấp 3, tức là 300g, tương đương với 0,3 kg. Đó là đáp án của câu A. Ở câu B, thiết kế cái cân thì dùng lò xo với cao su thì chúng ta giống như cái phần em có thể một. Chúng ta cũng chuẩn bị ống nhựa trong suốt, một lò xo hoặc là dây chun, các cái dây buộc, rồi thì là các cái đĩa cân hoặc là móc, rồi thì các cái vật bút đánh dấu, vân vân. Thế thì ở đây chúng ta chú ý là dựa vào cái đặc điểm là độ giãn của lò xo, tỷ lệ cái khối lượng của vật treo vào, cho nên là chúng ta sẽ đánh dấu các cái vị trí khi mà treo các cái vật nặng 100g thì lò xo giãn 0,5 cm, và 200g thì lò xo giãn 1 cm, 300g lò xo giãn 1,5 cm. Chúng ta sẽ đánh dấu các cái điểm đó, do đó chúng ta sẽ được một cái cân lò xo, nó giống như cái lực kế. Như vậy thầy và các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài 42 biến dạng của lò xo. Trong bài này chúng ta nắm được cái biến dạng lò xo là gì, đó là khi mà có lực tác dụng lên lò xo thì lò xo biến dạng, và khi ngừng lực tác dụng thì lò xo trở về hình dạng ban đầu. Đặc điểm của biến dạng lò xo đó là độ giãn của lò xo treo thẳng đứng thì tỷ lệ với khối lượng của vật treo, và qua đó người ta chế tạo và các loại cân cũng như là lực kế. Các bạn và các em nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông để cập nhật thêm nhiều bài giảng mới hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.